Loạt khoảnh khắc bài Phơn Pim Chanok, Naina Phat ở sự kiện khiến dân tình tan chảy. Chiều ngày 8 tháng 5, cặp đôi hot nhất nhì Thái Lan bài Phơn Pim Chanok và Naina Phat lần đầu tiên công khai dự sự kiện cùng nhau kể từ khi xác nhận tìm hiểu nhau vào cuối năm ngoái. Có mặt tại sự kiện, cả hai nhanh chóng khiến truyền thông và người hâm mộ xứ chùa vàng trầm trồ bởi ngoại hình nổi bật và vô cùng xứng đôi. Đáng chú ý, trong suốt sự kiện, bài Phơn và Nai không ngại bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc đối phương bằng loạt hành động thân thiết giữa những cặp đôi đang yêu. Trong khi Naina Phat luôn cẩn thận bảo vệ bạn gái ở sự kiện, thì mỹ nhân 9X cũng có hành động săn sóc rất tự nhiên và luôn dành cho bạn trai nam thần ánh mắt ấm áp, ngập tràn tình cảm. Sau khi tham gia sự kiện, bài Phơn và Nai tiếp tục phát đường trong cuộc phỏng vấn với truyền thông xứ chùa vàng. Tại đây, cả hai khiến dân tình phấn khích khi chính thức xác nhận là người yêu. Naina Phat hạnh phúc cho biết sau khi họ yêu nhau, bài Phơn cho thấy một khía cạnh khác rất dễ thương và đáng yêu mà trước giờ anh chàng chưa từng thấy. Ngay cả khi trở thành người yêu của nhau, Nai vẫn muốn tiếp tục tán bài Phơn và đem lại nguồn năng lượng tốt nhất cho cô ấy mỗi ngày. Đáp lại lời chia sẻ thú vị của bạn trai, nữ diễn viên Chiếc Lá Bay cũng vui vẻ cho biết: Nai gọi điện và nói với tôi mỗi ngày rằng anh ấy muốn tán tỉnh tôi, muốn làm cho mỗi ngày của tôi đều vui vẻ, hạnh phúc. Tôi cũng không từ chối anh ấy, nếu anh ấy muốn tán cả đời thì cứ tán thôi. Đừng quên theo dõi New 24 giờ giải trí để cập nhật những thông tin mới nhất.